mang thai tháng đầu ăn gì tốt cho thai nhi mới có thai nên ăn gì luôn là thắc mắc của nhiều người phụ nữ đặc biệt là người mang thai lần đầu trong tháng đầu tiên của thai kỳ sự phát triển của thai nhi tập trung chủ yếu vào giai đoạn phân hóa và hình thành các cơ quan chính vì thế chế độ ăn trong tháng đầu tiên cần được đảm bảo đủ các nhóm chất thiết yếu với mức năng lượng vừa đủ một mang thai tháng đầu ăn gì tốt cho con ăn gì tốt cho thai nhi trong tháng đầu tiên của thai kỳ là vấn đề khó cho những người mang thai lần đầu theo đó, chế độ ăn trong tháng đầu tiên của thai kỳ cần đảm bảo sự an toàn lành mạnh với đầy đủ các chất dinh dưỡng để mẹ khỏe và thai nhi phát triển toàn diện. Một số loại thực phẩm cần để bổ sung khi mang thai tháng đầu tiên bao gồm thịt, đây là nguồn cung cấp chất đạm dồi dào cho thai phụ. Thịt đỏ như thịt lợn, thịt bò còn là nguồn thực phẩm chứa nhiều vi chất sắt, kẽm và nhiều loại vitamin khác. Sự hiện diện của thịt đỏ trong khẩu phần ăn hàng ngày giúp phòng ngừa tình trạng thiếu máu cho cả mẹ và thai nhi nhóm các loại thịt da cầm cung cấp nhiều loại vi chất với hàm lượng cao hơn thịt đỏ như canxi, phốt phô, vitamin A, D, E và các vitamin nhóm B, nguồn năng lượng từ các loại thịt da cầm đủ cho mẹ và bé phát triển khỏe mạnh. Thai phụ nên thay đổi nguồn cung cấp chất đạm từ thịt đỏ sang thịt da cầm và ngược lại để làm phong phú khẩu phần ăn của mình. Trứng, đây là một loại thực phẩm phổ biến trong đời sống hàng ngày. Lòng đỏ trứng gà là nguồn thực phẩm giàu protein và vitamin D có lợi cho sự phát triển hệ xương của thai. Phụ nữ mang thai trong tháng đầu tiên chỉ nên bổ sung 3 đến 4 quả trứng một tuần. Cá hồi, thịt cá hồi có chứa nhiều canxi, vitamin D và axit béo omega 3. Đây là chất quan trọng cần thiết cho sự phát triển não bộ và các tế bào hệ thần kinh. Sữa chua, đây là loại thực phẩm tốt cho hệ tiêu hóa của thai phụ nhờ vào việc bổ sung nhiều lợi khuẩn vì thế triệu chứng táo bón khó chịu trong thai kỳ cũng được giảm thiểu rau xanh các loại rau có lá màu xanh là nhóm thực phẩm cần được bổ sung trong chế độ dinh dưỡng của bà bầu đặc biệt trong những tháng đầu của thai kỳ dưỡng chất quan trọng có trong rau xanh là vitamin và khoáng chất các loại quả chứa nhiều vitamin c như quýt cam bưởi cũng cần được chú ý bổ sung vitamin c có tác dụng hỗ trợ hấp thu thêm chất sắt và tăng cường hoạt động của hệ miễn dịch Măng tây, lượng axit folic có trong măng tây ở mức rất cao. Axit folic là chất đóng vai trò quan trọng trong việc phòng ngừa các dị tật bẩm sinh nặng nề. Bao gồm cả tật trẻ đôi đốt sống ở thai nhi, chuối, đây là loại hoa quả chứa sắt và nhiều khoáng chất khác cần thiết cho thai kỳ. Chuối nên được bổ sung vào buổi sáng để tăng cường sự hấp thu chất sắt, phòng ngừa thiếu máu cho phụ nữ mang thai những tháng đầu tiên ngoài ra đây cũng là thực phẩm tốt cho hệ tiêu hóa và phòng ngừa táo bón nho nho là thực phẩm chứa nhiều đường vitamin canxi sắt và các vi chất khác đây được xem như một loại thực phẩm giúp tăng cường sức khỏe và rất phù hợp cho những người hay mệt mỏi như phụ nữ mang thai trong những tháng đầu tiên chuối giúp ngăn ngừa táo bón hai những loại thực phẩm nên tránh trong tháng đầu mang thai tháng đầu tiên của thai kỳ là giai đoạn quan trọng trong sự hình thành và phát triển thai nhi sau này Việc bổ sung các loại thực phẩm đa dạng khác nhau trong thai kỳ cần được thực hiện một cách cẩn trọng. Phụ nữ mang thai trong tháng đầu thai kỳ không nên ăn các loại thực phẩm sau, phô mai được chế biến trực tiếp từ sữa tươi không tiệt trùng. Phô mai có khả năng chứa đựng nhiều loại vi khuẩn gây rối loạn tiêu hóa hay ngộ độc thực phẩm, gây ảnh hưởng đến sức khỏe tổng trạng của người mẹ, đu đủ sống khi chưa chín vàng. Đu đủ sống chứa chất có hoạt tính kích thích co bóp các cơn co tử cung như khi chuyển dạ làm tăng nguy cơ sảy thai hoặc sảy thai. Vì thế, không chỉ riêng trong những tháng đầu thai kỳ. Các thai phụ cần kiêng ăn các món ăn được chế biến từ đu đủ sống trong suốt cả thai kỳ để bảo vệ cho cả mẹ và bé. Dứa, tương tự như đu đủ sống, dứa có chứa bromelain là hoạt chất có tác dụng làm mềm cổ tử cung và làm tăng nguy cơ sinh non và sảy thai. Các thực phẩm đóng gói, hàm lượng các chất bảo quản, chất phụ da và đường trong những thực phẩm chế biến sẵn khá cao các chất này không tốt cho sức khỏe của mẹ và sự phát triển của thai nhi trong bụng mẹ các thực phẩm tươi sống không được nấu chín những món ăn được chế biến từ thịt tái cá sống là thực phẩm bà bầu cần tránh thực tế lượng vi khuẩn tồn động bên trong là tác nhân gây hại cho sức khỏe đường ruột của người mẹ đồ uống chứa cồn các loại đồ uống chứa cồn như rượu đã được chứng minh có nguy cơ gây ra nhiều dị tật bẩm sinh cho thai nhi phụ nữ trong quá trình mang thai cần tuyệt đối không sử dụng rượu bia để bảo vệ sức khỏe của trẻ tháng đầu tiên của thai kỳ là một giai đoạn cực kỳ nhạy cảm cho cả mẹ và thai nhi phụ nữ mang thai bắt đầu đối mặt với những thay đổi của cơ thể do sự biến chuyển của các hóc môn vì thế bà bầu thường xuyên cảm thấy mệt mỏi và căng thẳng thai nhi trong tháng đầu tiên đang bước vào giai đoạn hình thành các cơ quan và các tổ chức bên trong cơ thể Chế độ dinh dưỡng là yếu tố có tác động rất lớn đến sức khỏe của thai phụ và thai nhi. Vì thế nó cần được quan tâm một cách đúng mực. Một số nguyên tắc cần có khi xây dựng một chế độ ăn lành mạnh trong tháng đầu tiên của thai kỳ bao gồm như sau: Sử dụng thêm các viên uống bổ sung sắt, canxi và axit folic từ trước khi mang thai và kéo dài trong thai kỳ. Ăn uống khoa học và điều độ, chế độ ăn phong phú, nên thay đổi nhiều loại thực phẩm khác nhau bổ sung nhiều rau xanh và trái cây trong chế độ dinh dưỡng hàng ngày đảm bảo cung cấp đủ nước tuyệt đối không bỏ bữa chính và hạn chế các bữa ăn vặt nhấn đăng ký kênh để cập nhật những kiến thức hữu ích nhé hành trình bìm sữa nuôi con khỏe dạy con ngoan